Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục series game mà Storm Legacy. Hôm là mình đã đi hết cái cảnh 1 rồi, giờ sẽ mình đi tiếp tục cái cảnh 2. Mấy này mới cứu ông được cái ông kia, giờ đi, đang về. Try now. Cái đẹp gì vậy? Tàng hình. Lú cái sọ lên kìa. Phải, tàng hình. Mấy này lúc nào nó cũng phải mặc cái bộ đồ này, bộ nặng dữ á. Thấy súng ống gì, máy móc gì trên đó. So they actually got those working. Not bad. Hey, well, the tech works great till you try to move too fast. Okay. Yeah, warlord hiding in a refugee camp. Sounds like he's got the same supply as our friends in South America. Intel's on the MRT. Là mấy này cử được cử đi đi vô một cái trại của mấy thằng ở phiến quân. Được coi video nữa. Paez mà mình mới cứu được thằng Paez này nè. Đó. Gentlemen. Africa. Châu Phi. Zambia. Trời. Đi từ châu Mỹ qua châu Phi rồi. Tập hợp chiến tranh. Set up shop right in the middle of a refugee camp. He's got a fresh shipment en route. Akaba's just a means to an end. Your priority is intel on the source of that shipment. Our window's tight on this, so it's gonna. Đây là phải bay tới Zambia. Mấy này. Lính Mỹ đi máy bay cái không ra tiền. Đi thoải mái. We don't have the processor power yet to let camo. The camo function while you're moving fast. When you're holding position or taking it slow, it's the next best thing to being invisible. Tự động tàng hình. Magnetic view makes the metal in the vicinity in your field of view. Để chọn mục tiêu, chọn mục tiêu, anh chị về để chọn mục tiêu. Hidden caches, you may. The terrain you're going into is almost desert. Ôi, súng này khá đó. Sao nó nhiều đó vậy ta? Ok. Ok, chọn màu cái này để chọn màu thôi. Cái này màu này mới đẹp nè, sao lại. Ok. Nồng nhắm đúng rồi. Rồi có cái nồng thì ghê như cái máy camera như cái máy pin rồi cái này nữa. Không có cái nào đẹp hết á. Đây nồng nhắm thanh rồi nồng muốn có bắp vậy ngắn ngủ thôi được rồi back. Star mission. Cho chọn cái gì vậy là thấy hay đó, biết sao mình có thể chọn cái súng mà mình thích, yêu thích rồi cái màu mình thích rồi cái nồng nhắm thanh rồi ống nhắm nào mình thích là mình cứ chọn thôi. Ok khá được hết chứ, nói chung vũ khí nó không phải nhiều lắm nhưng mà có cái chế độ đó thì nó hay hơn. South Africa, Zambia, sa mạc không thấy là không. Rồi bụi không sao nhắm cái đệt trời nó quýnh xịt máu mấy nạn ác à. Nói gì tiếng châu Phi không biết à, không có ấn định sức làm sao hiểu. Thời sát đầu nằm đây nó lút bây giờ nữa. Được
Rồi, nắm đầu lên. Chết mẹ hiếp dâm à. Chết mẹ hiếp dâm à. Nè, anh mày tàng hình kế bên mà mày không biết. Nhẹ nhàng. Mình đi chậm chậm là nó không có thấy. Được, khá đó. Bụi quá, làm sao nhắm. Có mấy thằng cầm súng lên kia kìa. Tiếp cận nha, tiếp cận. Anh em đâu, sống lên. Trời ơi, cái gì á? Cái địch trời, mình bất dây động rừng quá. Am hero. Tự nhiên nhóc chuột chuột phải cái lộn nhóc chuột trái cái nó bắn luôn. Leo lên. Ôi, cúi xuống. Wow. Cái này nó càng ghê vậy. Bò đi tụi bay, đừng để cho nó bắn. Đi qua rồi, ok. Tới luôn, tới luôn. Còn 120m nữa, lộn 150m nữa là tới à. Ôi, ôi, ôi. Có người, có người. Để tới đó được steal nó mới được. Bắn mày cái thì chết nữa không? Ôi khoan.
point sensor. Thấy có mấy thằng đây không biết. Rồi, đông. Khá đó. Rồi làm sao ta? Làm sao để nhắm trời. Đây. Target down. I'm not surviving, they know we're here. Đâu rồi, còn thằng mới trốn đây đâu rồi. Nó chạy tới kia hết rồi kìa. Nhanh lên. That's one big camp. No way we find the cop. New Luda. Có cây bự rồi. Đúp theo cây bự. Là mình nó vô đó giết ta trà đồng đó. Không có dễ đâu. Powder keg down there, gentlemen. Humanitarian crisis. Hãy coi giới thiệu nữa hả? Kìa. Đông kìa. Đó. Macabre's thugs control everything. Food, water, medical supplies. What they can't control through possession, they control by fear. There we go. That's our man. Cướp hả? Once you're inside, track him down, and he should lead. Mấy anh này cướp mấy cái xe mà hỗ trợ lương thực cho mấy cái khu này. One way or another. Bắn luôn. Everything begins and ends with Macabre. He's our top priority in there. Roger, Overlord. What's the ETA on our ride? Your contact's already on site. They'll have to keep a low profile. Just try not to draw any attention to him. He's putting a lot on the line to get us in. Copy that. Hunter's moving to rally. Captain, sir. Yeah, I see him. We're gonna have to take him out. Yeah, we'll have to do it cleanly. Line him up. Hold fire until we're all on target. We. Say when. Marking third. That's four. On your word. On your shot. Two confirmed. Big boy. That's it. He's clear. Load it up. Let's go. Yeah. Bắn cùng một lúc luôn á. Được á. Có chí khí á. Rồi. Leo lên, leo lên. Mấy này cầm mấy súng bá quá thằng. Ghê à, leo lên. Ồ, có ghế ngồi luôn, sẵn luôn à, sướng kìa. Mấy lính Mỹ mà đi làm mấy nhiệm vụ ở sa mạc này mặc cái đồ này giống như mấy cục đá hoặc là mấy cái cát ở sa mạc vậy, không có nhìn thấy được. Bụi mù mù nó là bảo đảm luôn. Vô hình. Gặp nó có cái chế độ tàng hình của cái áo giáp nữa, thôi xong rồi. Mà anh bị bá quá. Mẹ có cái rìu, thấy cái này là biết có cái rìu rồi. Mà đi đâu vậy? Thấy thầy thanh niên có cái rửa là biết rồi, dữ dằn. Sao lâu quá vậy?
Ý, trực thăng. À, không, nó dừng lại, xe dừng là tưởng trực thăng tới. Rớt xuống. À, không. Ồ, mình là thằng nào? Ồ, mình có súng. Không được, no alert alone. Không được để cho tụi nó báo động, đúng không? Ok. Nhẹ nhàng. Thôi. Trả lên lại. Có mệt đâu. Quá trời luôn. Cái này giống như giỡn. Lì trời đánh ta hả mày? Mất dạy nè. Rồi, thấy mình đến dục cái show luôn phải. Ok. Quá nhẹ nhàng. Ai đây? Thằng nào ngồi trên cái thùng, bắn vô cái thùng chắc văng lên không. Chết mẹ nó xỉu rồi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Dám chơi tao à? Oh, đây đây, anh này là mặt gấu nè, nhìn thấy là biết rồi. Mặt cà bà. Thế là biết dữ dữ rồi, mặc đồ lính là thấy biết rồi. Nhìn mặt như cá trê. Đi theo chỉ huy. Ôi. Từ từ để cho nó đi xa xa xíu. Anh em đâu hết rồi. Yeah,
thọt cắt cổ nghe như cắt cổ gà. Anh em đó rồi, lại đây nhớ lên mấy bạn. Bây giờ tao bẻ cổ. À đó. Mình phải nhắm vô mấy thằng này mới được. Step it up, we're losing him. Đông quá. Ok. À, nhìn làm vụ nó hồi hộp quá. Ghê quá. Nhìn thổi nữa ta, dữ ha. Cảm ứng. Mất bao lâu rồi? Rồi á. Châu Phi xài cảm ứng Apple hả? Đừng có đi. Take care him now. Bật cái máy bay. Còn một thằng ở trên nữa. Chết mẹ, dead body found. No. Trời, có thằng chết mà có thằng thấy rồi. Đâu à? Đâu rồi? Đây. Rồi đông. Ui da. Cái đệt. Cứu thương. Ở đâu mà nó bắn tao ghê vậy? Thôi.
Rồi đông như cái máy điện. Nhiệm vụ ở đâu? Đừng có bị xa lầy ở trong cái cuộc chiến này. Chết một khối. Quá trời luôn, bắn quá trời bắn luôn. Đây, đi được rồi. Check the gear, kiểm tra là vũ khí của tôi đi. Ok, thằng niên này mập quá, chạy lâu quá. Đó, ghê không? Đội quân, bốn góc. Đó. Nào lại là tia liền. Mình ngồi đây mình chắc là đỡ máy bay. Mới có tọa độ mới rón được. Một cái nòng súng thì ghê, bự, lớn, ghê. Copy that. Rõ. Kìa kìa, đó có xe tới. Leo lên xe nhanh lên. Xe tới kìa. Rồi, leo lên xe. Cố gắng nào mấy bạn ơi. Chạy xe chạy xíu nữa. Rồi. Nãy giờ không thấy cái chỗ nào lụm đạn. Aro Romea. Aro Romea. Mi. Này trước là chắc là thằng này đứng của mình à. Bỏ mấy kia đi. Ở đây nè.
Ồ, có mấy cái súng. Ồ, không có súng nào ngon không? Súng nào cũng bắp không. Ủa, sao chạy ra đằng trước, nó bắt tờ phát gì vậy? Ủa, cái cảnh này khó quá. Nhìn lên anh em, ồ, cái đẹp. Bảo cát, bảo cát, bảo cát. Gió vậy sao bắn quá, khát quá. Nghĩa ra hết đạn. Hết đạn là vãi nồi rồi.
rồi. Lên anh em. Lên. Dậy xuống đi các bạn. Oh. Yeah. Oh my god. Mệt quá. Ok mấy bạn. Mình cũng xin chấm dứt cái video tại đây. Nếu mấy bạn mà muốn chơi game này thì lên Steam mà mua. Rồi mấy bạn nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ channel của mình. Cảm ơn mấy bạn.